Anh Dung đang đi xem cái biệt thự ở khu đô thị Việt Hưng. Nó cạnh cạnh cái cà phê Laika này. Cả mấy khu này đường rất là to luôn này. Đấy. Đó, trước đó là cái trung tâm tiếng Anh B-School. Đấy. Đường rất là to luôn đấy. Đấy, ngã tư này. Tòa này là 1 này. 1, 2, 3. Tòa này là 3 tầng nữa. 1, 2, 3. Và phía bên trong này thì phía bên ngoài này hành lang cũng rộng nhá. Hành lang cũng rộng này. Đấy. Căn này thì nó cũng là ở cái căn góc. Đấy, cả gần đường. Ngay ngoài đường này. Đấy. Đường to. Thế bìa phía bên trong này thì rộng rãi để có thể để được xe máy này. Dắt xe máy vào đây. Đó. Đang chờ các bạn đi lấy chìa khóa. Các bạn lấy được chìa khóa rồi đấy. Cái chỗ này là có phải là để được ô tô không hả em? Cái này thiết kế để ô tô. À, thế à? Ừ. Cái này để được một xe. Ừ. Cái xe còn lại thì mình để ngoài. Đang mở đây, chỗ bên lõng này là cũng thoáng đấy, kiểu người ta xây theo kiểu biệt thự, dạng biệt thự đấy, có cây cao này là nó thoáng này. Phía bên kia thì để được xe. Ô em ơi, túi em để ở ngoài đấy. Vâng, không sao, ở đây lành lắm kia. Thế à? Vâng, dân đây lành. Ồ, thế thích nhỏ, an ninh tốt đúng không? Vâng. Mình có anh đang bảo mở bãi qua mở với bảo không được mở qua. Bảo không với mở. Thế là bác chủ nhà bác kia không chưa qua được à? Không, bác ấy gần đây mà chị. Thì nếu bình thường chị xem nhà như thế này thì có đem qua không? Nhưng mà khi nào có làm việc trực tiếp thì bác qua cũng tiện. Rồi, khu này rất là chi là nhiều cây cối này.